và các bạn. Hôm nay 12 tháng 12 đã là ngày rét nhất kể từ đầu đông đến nay ở các tỉnh miền Bắc, khi nhiệt độ xuống mức rất thấp, trời rét đậm rét hại diện rộng. Vùng núi cao nhiều nơi xuống dưới 7 độ trong sáng sớm nay như Sapa, Lào Cai chỉ 6,1 độ, tại Đồng Văn, Hà Giang là 6,6 độ, Tam Đảo của Vĩnh Phúc là 5,8 độ và thấp nhất tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là chỉ 1,7 độ. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ sáng nay cũng giảm từ 2 đến 3 độ so với sáng qua. Như tại thủ đô Hà Nội, lúc 7 giờ sáng chỉ đạt 11,4 độ, sau đó có tăng nhẹ đến trưa chiều, nhưng cao nhất cũng chỉ đạt là 12,2 độ. Nên nhiệt độ trung bình ngày ở dưới ngưỡng rét hại, đi cùng là mưa rải rác, nên cảm giác rét buốt sẽ càng gia tăng. Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ còn chịu tác động của khối không khí lạnh có cường độ mạnh và hình thế gây mưa trên cao, nên trời duy trì nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Đi cùng là nền nhiệt độ ở mức thấp, trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi là từ 8 cho đến 10 độ và vùng núi cao là dưới 5 độ. Đây là mức nhiệt độ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì vậy quý vị chú ý trang phục ấm áp và hạn chế lưu thông ngoài trời vào lúc này. Sang đến ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng giảm dần tại Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Do đó, nền nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần, tuy nhiên mức độ tăng không quá nhanh, trời chỉ bớt rét hơn hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai sẽ phổ biến ở khoảng từ 14 cho tới 17 độ, phải từ ngày 14 tháng 12 nhiệt độ mới tăng nhanh trở lại. Với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao, nên mưa diễn ra trên diện rộng từ Nghệ An trở vào đến Khánh Hòa và kéo dài đến ngày 16 tháng 12. Tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa phổ biến từ 100 đến 250mm cả đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên là từ 300 đến 500mm, có nơi trên 600mm. Do có mưa nên trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam ở mức từ báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2, các sông từ Quảng Ngãi cho đến Phú Yên ở mức từ báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3, người dân đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất đá ở vùng núi. Còn về nền nhiệt độ, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 17 đến 19 độ. Các tỉnh Trung Trung Bộ là từ 22 đến 25 độ trời lạnh. Còn đối với khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến ở trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trái ngược với tình hình, mưa lũ đang diễn ra căng thẳng ở khu vực miền Trung và giá rét ở các tỉnh miền Bắc. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa và có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên tăng lên và dao động từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ ở vào khoảng từ 30 đến 33 độ, mức nhiệt vừa phải và phù hợp với quy luật hàng năm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật đến cấp 8, cấp 9 và biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong khi đó, khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa phổ biến có gió đông bắc ở cường độ trung bình, tuy nhiên trời có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ còn nhiều mây và rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra. Trung Bộ có mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở Trung Trung Bộ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến có nắng vào trưa chiều. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 12 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!